đóng phim Tết, không chỉ gây sốt với những cảnh tình tứ giữa Quốc Anh với Nhã Phương, trailer phim Trạng Quỳnh còn khiến khán giả choáng với cảnh lộ hẳn phần dưới của Trấn Thành. Sau thành công của Siêu Sao Siêu Ngố Tết 2018, đạo diễn Đức Thịnh đã chuẩn bị hơn một năm để có thể giới thiệu tới khán giả một bộ phim Tết hấp dẫn, pha trộn hài hòa giữa yếu tố giải trí và dân gian. Với dàn diễn viên trẻ được yêu thích gồm Trần Quốc Anh, Nhã Phương, Trấn Thành, Khả Như, Công Dương, với bối cảnh làng quê Việt xưa và lối gây cười trào lộng, dí dỏm được yêu thích trong dân gian, Trạng Quỳnh xứng đáng trở thành tác phẩm đáng xem nhất dịp Tết Nguyên đán 2019 này khi kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố đó. Ngoài cảnh tình tứ đầy ẩn ý giữa chàng hot boy Quốc Anh và Nhã Phương, thì khán giả còn tận mắt chứng kiến Trấn Thành lộ hẳn phần dưới trong đoạn video mới này. Chỉ qua vài phút trailer ngắn ngủi, bộ phim về Trạng Quỳnh đại diện cho tài trí, sự lém lỉnh và hướng thiện của dân gian Việt đã hiện lên sinh động và đặc biệt hấp dẫn. Đó là các một Trạng Quỳnh và người bạn đồng hành, sầm khi thì thông minh, lúc thì hài hước. Cuộc đời lắm biến cố của nàng tiểu thư xinh đẹp, hiền tài tên Điềm, và hành trình thi cử chẳng hề dễ dàng của Trạng Quỳnh để làm quan cống hiến cho đất nước và nhân dân, vẫn mang nguyên tinh thần của những giai thoại xưa, lời thoại của nàng Điềm. Dân chúng cần một vị quan tốt, xã tắc cần một người như anh đã thể hiện cả tình yêu sâu sắc giữa cặp đôi chính lẫn tình yêu dành cho xã tắc. Giang sơn nước Việt, bước từ không khí rộn ràng ngày Tết vào rạp chiếu, khán giả chắc chắn sẽ phải ngỡ ngàng khi bắt gặp tất cả những giá trị lâu đời xa xưa trên màn ảnh, được sống lại trong không khí làng quê Việt xưa qua giai thoại về Trạng Quỳnh. Bản TTHN đạo diễn Đức Thịnh cũng không khỏi xúc động. Giai thoại về Trạng Quỳnh là thứ gắn bó với tuổi thơ của tất cả đoàn làm phim. Vậy nên khi quyết tâm làm thành hình câu chuyện đầy gắn bó ấy, tất cả chúng tôi ai nấy cũng có cảm giác rất tự hào, thiêng liêng. Sau quá trình xây dựng kịch bản, diễn viên hóa thân và hậu kỳ công phu, tôi đã vô cùng xúc động khi nhìn lại thành quả. Quả thật, những ước mơ của ông cha thời xa xưa, cùng với muôn vàn tưởng tượng sống động của chúng tôi về nhân vật Trạng Quỳnh ngày bé đã thực sự hoàn chỉnh và sẵn sàng đến với khán giả trên màn ảnh rộng đúng dịp Thanh Thảo mở tiệc chúc mừng sinh nhật con trai Ngô Kiến Huy tròn 7 tuổi. Ca sĩ Thanh Thảo đã tổ chức cho con trai nuôi một bữa tiệc sinh nhật cực hoành tráng khiến cậu bé vô cùng thích thú. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thanh Thảo vừa đăng tải loạt khoảnh khắc trong sinh nhật con trai cưng. Cô chia sẻ, mừng con trai lên 7 tuổi. Cảm ơn các bạn đã đến party cùng Becky. Ai cũng biết trong khoảng thời gian này giọng ca búp bê khá bận rộn vì vừa quay lại với âm nhạc sau thời gian sinh con. Vừa phải lo lắng cho cô công chúa chỉ vài tháng tuổi nhưng cô vẫn dành những điều đặc biệt này cho Becky. Becky Minh Chí là con trai của Thúy Anh và Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, giữa cả hai có nhiều câu chuyện không hay và ngay từ nhỏ cậu bé đã được Thanh Thảo nhận chăm sóc. Cô yêu thương, nuôi nấng con trai rất kỹ lưỡng. Gần như trách nhiệm nuôi dưỡng và liên quan đến con đều do cô đảm nhận. Em gái bên cạnh Becky chính là con gái của Thúy Anh và chồng Việt Kiều. Sau nhiều chuyện đau khổ trong tình cảm thì cô cũng đã có một cuộc sống khá viên mãn ở Mỹ. Và các con thường xuyên được gặp gỡ, vui chơi với nhau. Trước đó, Thanh Thảo từng chia sẻ rằng, ngoài chăm sóc cho cô công chúa nhỏ vừa chào đời, bé Becky vẫn nhận được tình thương. Sự quan tâm đặc biệt của vợ chồng Thanh Thảo và nhóc tỷ này đã là con hợp pháp của cô. Hiện tại, em gái của cô là Thúy Anh cũng đã kết hôn và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Từ năm 2011, việc Ngô Kiến Huy bị tố vô trách nhiệm, không nhận con mình, từng khiến anh nhận nhiều chỉ trích của dư luận, thực hư vẫn chưa tỏ bày. Khi anh chàng cho rằng mình không hề có tình cảm với Thúy Anh, em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo, phía gia đình ca sĩ Thanh Thảo đã từng rất bức xúc. Nhiều lần Thanh Thảo cũng lên tiếng nhằm bảo vệ em gái ruột của mình trước truyền thông. Ngô Kiến Huy cũng đã phải thừa nhận khi nhận được trong tay kết quả xét nghiệm ADN. Đứa bé mà Thúy Anh mang thai chính là con trai ruột của anh. 50 triệu nếu Harry Won dẫn được một mình. Cái kết bất ngờ, sau lần khiến Harry Won bỏ dẫn chương trình, lần này Trường Giang lại đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi Trường Giang công kích việc Harry Won dẫn chương trình tại Siêu Bất Ngờ, bà xã Trấn Thành đã bỏ dẫn đi về, để Trường Giang một mình làm MC. Trong clip mới đây giới thiệu về tập 7 phát sóng vào Chủ nhật tuần này, ngày 23 tháng 12, nam MC tiếp tục xéo sắt người bạn dẫn. Tuần này với sự xuất hiện của 5 gương mặt khách mời sẽ tham gia chương trình gồm Lâm Vinh Hải, Kim Anh, Loli Phương Trinh, Lý Bình và Trương Thế Vinh. Đặc biệt, Harry Won trong tập này sẽ được chính Trường Giang thử thách có thể dẫn chương trình một mình.
Nếu thành công, Trường Giang sẽ tặng Harry won 50 triệu. Với màn mở đầu múa đôi của hai vũ công Lâm Vĩnh Hải, Kim Anh làm cho cả khán đài trở nên sôi động. Chưa ngừng ở đó, sự xuất hiện của soái ca Trương Thế Vinh cùng cặp đôi Loli Phương Trinh, Lý Bình Hâm nóng hơn sự nô nức của khán giả trong tập này. Mới mở đầu chương trình, Harry won liền nhận được một thử thách khó khăn khi Trường Giang quyết định nhường quyền MC cho Trương Thế Vinh. Harry won là một người không thông thạo tiếng Việt nên cách cô nói nhiều lúc khiến người nghe thấy khó hiểu. Trường Giang liền thách thức Harry won có thể một mình giải thích được luật chơi cho tất cả mọi người hiểu. Nếu làm được, anh sẵn sàng tặng Harry 50 triệu đồng. Nếu Harry thua cuộc, anh chỉ lấy của cô 500.000 đồng. Không thể khuất phục trước Trường Giang, Harry won hăng hái nhận lời thách thức. Cô còn tự tin sẽ mời mọi người trà sữa khi lấy được 50 triệu đồng từ ông xã Nhã Phương. Ban đầu, Harry có vẻ rất tự tin, nói rành mạch từng câu từng lời. Cô còn đưa cả Trương Thế Vinh vào làm ví dụ cho từng trường hợp để giải thích luật chơi. Mặc dù đã dẫn tới 7 tập nhưng với vốn khả năng tiếng Việt có hạn, Harry won vẫn phải ấp úng và đành chịu thua ở phần cuối. Như một thói quen, Harry won lại quay sang Trương Thế Vinh định cầu cứu nhưng kêu nhầm sang tên chồng mình là anh Xìn khiến mọi người không thể ngừng cười. Sau khi chịu thua, Harry won đành phải cầu cứu sang Trường Giang vì không biết giải thích tiếp luật chơi ra sao. Với sự duyên dáng và đáng yêu vốn có của Harry won, Trường Giang quyết định trở lại cùng song hành. Khi Nhung Nguyên học trò Mr. Đàm, làm nghệ sĩ là làm cả đời nên không cần nôn nóng. Nghe lời Phi Nhung, Hồng Gấm trì hoãn việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Hồng Gấm, học trò của Đàm Vĩnh Hưng tại Giọng Hát Việt 2013 và là á quân chương trình Người Kể Chuyện Tình đã có buổi ra mắt MV mang tên Sẽ Thôi Mong Chờ. Một sáng tác của cựu thành viên nhóm nhạc ACM đình đám một thời, Hoàng Bách. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc được Hồng Gấm ấp ủ suốt một năm qua. Trong buổi họp báo, nữ ca sĩ nhận được câu hỏi vì sao không ra mắt ca khúc ngay khi đạt á quân. Hồng Gấm cho biết vì cô nghe lời nữ ca sĩ Phi Nhung. Hồng Gấm tâm sự, cô cũng từng nôn nóng nhưng sau đó nhận được lời khuyên của nữ ca sĩ Phi Nhung. Làm nghệ sĩ là làm cả đời chứ không phải cho từng khoảnh khắc nào đó nên không cần nôn nóng. Vì vậy, Hồng Gấm quyết định thay vì nóng vội, cô đầu tư thời gian công sức để đem đến một sản phẩm hoàn thiện nhất. Chia sẻ về lý do ra mắt một sản phẩm ballad thay vì bolero như những gì đã thể hiện trong các cuộc thi, học trò Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bolero chỉ là một cuộc dạo chơi và hoàn toàn không phải sở trường của cô. Chất giọng khỏe, nội lực của tôi khó hát bolero một cách mượt mà được, nữ ca sĩ chia sẻ. Sẽ thôi mong chờ được nhạc sĩ Hoàng Bách lấy cảm hứng từ câu chuyện của một người bạn thân với thông điệp. Dù có yêu nhau hay không, người trong cuộc cũng nên dũng cảm đối mặt với chính mình, với đối phương để không vô tình tạo nên những hối tiếc không đáng có. Là một ca sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong quá trình thực hiện MV, Hồng Gấm phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về kinh phí. Tuy vậy, cô vẫn lạc quan, lỡ nợ rồi thì nợ thêm xíu nữa. Một kỷ niệm trong quá trình thực hiện MV của Hồng Gấm là khi cô phải mang bộ trang phục nặng 10 kg, di chuyển trên địa hình ẩm ướt, trơn trượt của Tháp Voi Đà Lạt, Lâm Đồng nên khá vất vả. Sau khi ra mắt MV Sẽ Thôi Mong Chờ, Hồng Gấm sẽ tiếp tục bắt tay thực hiện dự án mới hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, dự kiến cho ra mắt vào Valentine 2019. Buồn bã nhìn đồng đội tập luyện. Trong buổi tập luyện sáng nay của đội tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải phải tập riêng sau chấn thương nhẹ từ AFF Cup 2018. Sau quãng nghỉ ngắn ngày, vào lúc 10:21-12, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. Trong buổi tập hôm nay, ngoài trường hợp hậu vệ Trọng Hoàng vắng mặt, các tuyển thủ Việt Nam có tên trong danh sách triệu tập đều tập trung đầy đủ. Đáng chú ý, huấn luyện viên Tát vẫn chưa có được sự phục vụ của trợ lý thể lực mới sau khi trợ lý Billy Won nói lời chia tay gần đây. Ngoài ra, DTVN cũng ghi nhận một tin không vui khi trung vệ Quế Ngọc Hải bị đau và phải tập riêng. Văn Toàn đã trở lại, tuy nhiên anh vẫn chưa được cho phép tập luyện hết công suất. Các bác sĩ yêu cầu Văn Toàn phải giữ gìn đôi chân của mình. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, các cầu thủ đều rất tự tin, bước vào buổi tập với niềm hứng khởi. Các tân binh mới lần đầu lên tuyển như Hoàng Đức, Thanh Hậu hay Đinh Thanh Bình cũng không cho thấy sự bỡ ngỡ. KHILN đầu tiên được hít thở bầu không khí của buổi tập tại tuyển quốc gia. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Park cũng đã chọn ra ban cán sự mới. Theo đó, Quế Ngọc Hải sẽ đảm nhiệm chiếc băng đội trưởng Văn Quyết để lại.
Lương Xuân Trường và Đỗ Duy Mạnh sẽ đảm nhận vai trò đội phó DTVN tại ASEAN Cup 2019. Vào ngày 25 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trước khi sang UAE để chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2019.